Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ba người trong một gia đình chết đuối khi đi cào giòn. Bốn người trong một gia đình đi cào giòn mưu sinh, chẳng may rụp xuống hố nước sâu, vụ tai nạn làm ba người đuối nước tử vong. Chiều mùng 2 tháng 9, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba người tử vong. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ tại đoạn sông chảy qua thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, bà T, T, D, 56 tuổi cùng ba người trong gia đình là chị N, T, M, 33 tuổi, cháu T, 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 14 tuổi và cháu T, C, C, 10 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Vệ ra sông Cào Giòn. Trong đó, cháu T, C, C là con ruột của chị N, T, M. Trong lúc làm việc không may bốn người bị sụp xuống hố nước sâu, khi người dân địa phương phát hiện sự việc thì chị N, T, M cháu T, T, T và cháu T, C, C đã tử vong. Bà D may mắn được cứu sống và đang cấp cứu ở bệnh viện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa cho biết gia đình những người này thuộc diện khó khăn. Cả nhà hành nghề cào John mưu sinh đã nhiều năm qua, đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng, quốc triều.